Tôi là Hùng Lê Hùng, xin đón chào đến quý vị với chương trình giọng đọc Nửa đêm khuya lắc. Sau đây là một bài tâm sự chia sẻ của một người tác giả tên là Vinh Chen. Anh Vinh Chen có vài lời tâm sự như sau. Giá neo thì mỗi nơi mỗi khác. Phong trào chơi neo thì cũng tùy thuộc vào khu. Ví dụ như là khu hộp dưa, khu thành thị hay là khu nhà quê chẳng hạn. Điển hình như khu của mình sống đúng chất là nhà quê. Nói nhà quê thì cũng đúng thôi, bởi vì nhà của tôi sống gần cái mái rừng đó mà. Xa lắc xa lơ, quê còn hơn cái quê của quý vị đang tưởng tượng. Thế nhưng, tôi không nghĩ tôi là dân quê. <laughs> Chỉ sống gần quê mà thôi. Khách ở đây không chịu đeo móng dài. Đã vậy, Chẳng có con ma nào thích design rườm rà qua lá hẹ hay gắn hột xoàn tùm lum tà la. <laughs> Nhưng tôi vẫn luôn cho ra đời với những bộ neo chơi nổi. Những design thiệt là lấy le bắt mắt. Thí dụ như những bộ design như Disney World, còn móng thì khỏi chê. Tôi thích nhất là làm móng dài như con chu chỉ nhược đang luyện võ công thời xưa. Đó là bí quyết của tôi để tôi chia sẻ vài phút đến quý vị cho vui về những kinh nghiệm làm neo là như thế này đã là một thợ neo thật thụ thì chúng ta nghiêm cấm nghĩ mình là một thợ neo bình thường chẳng những thế mà chúng ta còn phải nghĩ chúng ta như là một luật sư hay là một nhà triết học hay đi xa hơn thì quý vị nên nghĩ là chúng ta như là một tâm sinh lý học chẳng hạn. Như vậy thì nó mới bổ béo trong công việc làm neo. Khi khách đã chịu ngồi vào bàn của mình, khách là khán giả. Còn ta dĩ nhiên là diễn viên minh tinh màn bạc. Việc làm của chúng ta không những chỉ làm neo mà chúng ta phải biến khách của chúng ta trở thành một con điên thật thụ. <laughs> Đây là phần diễn viên giai chính của tôi xin được bắt đầu. Phần 1. Tôi đóng vai luật sư. Mày thích cái móng, cái quán móng quan tài hay là cái móng hình vuông? Con khách nó trả lời, tao thích móng hình vuông và ngắn. <laughs> Tay mày đẹp, tao nghĩ mày nên đỡ dài. Vì móng dài tô lên cái nét đẹp kiêu xa của bàn tay của mày đó mà. Tại sao mày lại để ngắn chi ủng cái bàn tay của mày vậy? Ủa vậy à? Thôi thì dài cũng được, nhưng đừng có làm dài quá. Và thế là mình chơi dài như chưa bao giờ được dài. <laughs> Dĩ nhiên là tôi phải làm theo ý của tôi trước. Còn khách nó thấy móng tay nó hơi dài Bắt đầu có vẻ như bị chột dạ Dài quá Sao mà tao có thể tắm rửa Chùi dọn dẹp nhà cửa Hay lao chén lao bát được Làm ơn ngắn ngắn tí đi Dài quá Được rồi Chúc tao sẽ vũ lại Nó sẽ ngắn hơn tí Nói vậy thôi Chứ đừng có hồng Mà mày bước ra tiệm của tao Móng mày ngắn <laughs> Sừ rồi Bóng tay dài là mưu đồ của tao đó bà Tại sao? Bởi vì tay mày dài ra Tao sẽ chém mày nhiều tiền hơn Và nếu mà mày làm móng tay dài Mà mày không biết cách ngựa Lỡ móng mày gãy <laughs> Mày trở lại tìm tao Sửa Dĩ nhiên là tao ăn thêm tiền Đó là những cái chiêu trò của tao Là tao đã tính trước trong đầu rồi mày ơi Dễ giàu gì mà mày có thể thoát được tay tao Ok, chút đi, tí nữa đi, tao sẽ dũa cho nó ngắn lại một tí. Mày cứ nghe lời tao đi. Trời ơi, tao muốn móng tay mày đẹp chứ tao có muốn móng tay mày ngắn đâu. Mày cứ tin tưởng vào tao, tao là dân móng tay chuyên nghiệp lâu năm. Mày tính đi. Ồ oh, được rồi, được rồi. Tao biết rồi. Mày là dân chuyên nghiệp lâu năm, tay của tao host, Thôi, bây giờ mày làm gì thì mày cứ làm. Miễn là nó đẹp là được. <laughs> <laughs> trong tập trí tao tao chờ câu nói này của mày nãy giờ lâu lắm rồi đó nghe thế là tao âm thầm tiếp tục phát huy cái bộ móng mà tao đang mong đợi <laughs> đây là phần 2 triết học neo tôi hỏi con khách vài câu để tâm sự chứ không có gì cả em ấy chứ thật ra mày làm neo để làm cái gì thì dĩ nhiên là để cho bản thân của tao tự tin hơn, tao cảm thấy tôi được đẹp hơn và sexy hơn đó mà. <laughs> Khi người khách khen mày đẹp thì mày có được vui không? Thì dĩ nhiên là vui rồi. Ai khiến tao đẹp tao lại chả vui chả mừng. Ôi, mày hỏi câu những câu hỏi thừa thải. Ok, tao hiểu rồi. Thế là mày muốn được khen. Tin tao đi, tao có vài mẫu design, tao vẽ cho, bảo đảm vẽ xong ai cũng thích mà mày cũng được vui tao sẽ biến mày trở thành một mình tình màng bạc giật gần mất mắt mày chịu không ủa thiệt hả mày có thể làm được điều đó cho tao hả như vậy thì cũng được nhưng mà dễ một ngón thôi thôi tao tin mày đó một ngón thôi tượng trưng thôi chứ nhiều quá thì người ta nói là tao lố lố liếc gì trời ở thời buổi này ai đó mà làm một ngón nhưng tao sẽ làm thử cho mày xem là coi như thế nào cũng được tao dễ một ngón thôi nghe, ừ. thế là con cá bắt đầu nó mắc câu, <laughs> qua phần 3, đây là phần tâm sinh lý của ngành neo hmm. Tao vẽ xong một ngón rồi đây, mày hãy dòm lấy, mày thấy không? Trời ơi, cái design này, nó có đẹp không vậy? <laughs> tao thấy nó cũng đẹp, ừ, vẽ một món thì nó đẹp. Nhưng riêng tao, hình như tao thấy nó còn thiếu thiếu một cái gì đó mày ơi. Mày vẽ có một ngón thôi, tao thấy nó vẫn còn uh, trống trải hay có điều gì đó, nó chưa có hoàn thiện. Hình như là... Mày mới chỉ là đóng vai phụ hay là những vai thừa thải trong phim màn TV màn bạc thôi. Mày muốn trở thành một vai chính, tao nghĩ mày phải cần thêm vài chi tiết nữa. Như vậy thì mày mới có thể biến mày trở thành một diễn viên tránh được. Nói xong, tôi quay qua sau lưng, nháy mắt mấy thằng đồng nghiệp của mình. Để mà kêu gọi hồn mấy cái thằng hồn cô hồn các bạn đó tới phụ tôi một tay rồi nó phóng tới nó la lên giùm cho tôi wow tay mày đẹp quá hơ nhưng tại sao đi có một ngón vậy bé <laughs> hình như nó thiếu thiếu mày à đúng rồi ít nhất là mày phải dễ đi hết nguyên cả bàn tôi chêm vô chứ ai thời buổi này dễ một ngón tao thấy nó còn thiếu mày ơi <laughs> Đấy, mày thấy chưa? ai cũng khen mày, ai cũng thích mày. tao nghĩ mà nên vẽ hết quy một bàn tay luôn đi. mày có biết bầu trời đẹp là nhờ gì không? là nhờ cái gì? bầu trời đẹp là nhờ nhiều sao đó mà. giống như bàn tay đẹp của mày là nhờ nhiều hộp. hộp gì? Dĩ nhiên là những hộp soạn, hộp sâu xa, hộp lũ Mày tin đi, tao gắn một dàn hộp này lên Bảo đảm tay mày nó sẽ lấp lánh như ngàn sao Thiệt hả? Tình tao đi, tao có đủ màu, hộp đủ cỡ, hộp bé, hộp lớn, hộp vuông, hộp dài, mà ngay cả hộp sáng, hộp lưu, hộp đủ màu, tao sẽ gắn hết lên cho mày, bảo đảm cái tay của mày nó sẽ lấp lánh như ngàn sao. <laughs> Rồi một sao, một hồi chơi cái tôn tử bình pháp với con khách, mình đã làm được những gì mình muốn nó ngồi xuống mình biến tay nó dài ra mình sẽ dũa theo cái ý của mình là mình mong đợi thời buổi này thời này ai cũng thích tay của mình như là một cái quan tài dĩ nhiên là tôi cũng phải theo cái phong trào dũa tay của nó như một cái quan tài <laughs> sau đó đi dài gắn hột xoàn cho thiệt nhiều vô cho nó thiệt là lấp lánh ngàn sao và nó đứng lên <laughs> nó sẽ bị ngất ngay bởi vì tôi tính tiền nó đâu có rẻ <laughs> thời buổi này làm neo là nó phải như vậy tội nghiệp cho những đứa nó không dùng tâm sinh lý học áp dụng vào ngành neo một ngày nó dụ tới mười mấy hai chục con khách muốn loài con chê mà không có bao nhiêu bạc còn tôi tôi chỉ cần dâm ba chiêu mà thôi hai ba con khách là đủ nuôi tôi cả ngày thôi khuya lắm rồi mong quý vị hãy ngủ đi câu chuyện của vinh chen đến đây chấm dứt và dĩ nhiên chúc quý vị ngủ ngon và có một giấc mơ thiệt là đẹp <laughs>